Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Phê Chuyện và mình là Trung. Trong tuần vừa rồi thì mình đã mang lại cho các bạn hai video về Venom và Symbiote. Tuy nhiên thì mình chú thấy rằng có khá là nhiều các bạn đang muốn tìm hiểu về một sự phản diện của Venom là Carnage. Vì vậy hôm nay chúng mình quyết định sẽ mang đến cho các bạn một video biên niên sử về Carnage. Và tất nhiên video này sẽ được chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là lịch sử phát hành nhân vật. Phần thứ hai là sức mạnh nhân vật. Và phần thứ ba là các đầu truyện hay về nhân vật. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa. Bắt đầu thôi. Số 1. Lịch sử phát hành và nguồn gốc. Với một sự ưu ái đặc biệt đến từ Marvel, thì có lẽ là cũng không cần phải nói về độ nổi tiếng của Carnage. Carnage không chỉ là phản diện của Venom, mà hắn còn là một trong các phản diện máu mặt của Spider-Man. Carnage được sáng tạo ra bởi chính cha đẻ của Venom là David Michelin, cùng cặp đôi họa sĩ Eric Larson và Mark Buckley. Ý tưởng xây dựng nên Carnage được David hình thành khi ông muốn tạo ra một phiên bản đen tối hơn của Venom. Ban đầu, ông định giết chết Eddie Brock và cho Symbiote một vật chủ mới bá đạo hơn. Tuy nhiên, với sự thành công từ Venom, Marvel đã quyết định là không khai tử Eddie, mà thay vào đó, họ cho David tạo ra một nhân vật mới với Symbiote hoàn toàn mới. Từ đây, David đã tạo ra một kẻ phản diện tâm thần với chính mong muốn của mình, tàn bạo và điên cuồng hơn Venom. Ban đầu, David định đặt tên cho nhân vật này là Chaos hoặc Ravage, nhưng đến cuối cùng, ông lại quyết định đặt tên cho nó là Carnage. Và Carnage chính thức được sinh ra từ đây. Cùng với David Michelin là người lên ý tưởng cho Carnage, thì Eric Larson và Mark Buckley là hai họa sĩ thiết kế ra concept cho Carnage và vật chủ Clifford Cassidy. Eric Larson là người chịu trách nhiệm tạo ra concept cho Cassidy với cảm hứng tạo hình từ chính xưa và diện chữ xanh của người hàng xóm DC Comics là The Joker. Trong khi đó, Mark Buckley là người thiết kế ra Symbiote Carnage với nguyên mẫu chính là Carnage như chúng ta biết đến bây giờ. Clifford Cassidy được giới thiệu lần đầu trong đầu truyện The Amazing Spider-Man số 344 như là một nhân vật phụ. Và sau đó, gã được tiếp tục được xuất hiện dưới vai trò là cameo trong số 360. Sau đó, vào số 361, Cassidy chính thức mới được ra mắt với vai trò là Carnage và là một phản diện mới toanh của Spider-Man. Mặc dù đã được ra mắt vào số 361, tuy nhiên phải rất lâu sau, vào số 384 thì nguồn gốc thực sự của Symbiote Carnage và lý do Cassidy là vật chủ của Carnage mới được giải đáp. Về nguồn gốc của Carnage, thì trong một trận đánh với Stick, một villain có khả năng phân hủy các vật chất hữu cơ khi chạm vào chúng, Venom tưởng chừng như đã chết. Tuy nhiên, rất may mắn là gã không chết, mà chỉ bị bắt nhốt vào nhà tù và bị giam giữ cùng với Cassidy. Tuy nhiên, thì sau đó, Venom đã phá tù trốn chạy. Trong quá trình trốn chạy, Symbiote Venom có để lại một bảo tử. Bảo tử này kết hợp với Cassidy tạo thành Carnage. Cũng giống như các Symbiote khác, Carnage cũng đã từng kết hợp với khá nhiều vật chủ. Có lẽ, trong đám vật chủ này, Clifford Cassidy là vật chủ nổi tiếng nhất và cũng là cặp bài trùng mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, ngoài Cassidy ra, hôm nay tôi sẽ liệt kê cho các bạn một số phiên bản Carnage khác. Tuy không nổi bằng, nhưng cơ bản là cũng khá thú vị, mà mình nghĩ là có lẽ một số bạn ở đây sẽ quan tâm. Thứ nhất, Spider Carnage. Đây là phiên bản Carnage được kết hợp từ Symbiote Carnage và Scarlet Spider. Spider Carnage được xuất hiện trong Story Arc Web ở Carnage. Đây là đầu truyện 4 tập giới thiệu đến các fan một vật chủ hoàn toàn mới của Carnage. Web of Carnage trải dài trong 4 đầu truyện khác nhau của Spider-Man, gồm The Spectacular Spider-Man số 233, Spider-Man số 67, The Sensational Spider-Man số 3 và cuối cùng là The Amazing Spider-Man số 410. Lý do Scarlet Spider trở thành Spider Carnage là bởi vì trong một cuộc giao tranh giữa Scarlet Spider và Carnage thì Symbiote Carnage đã phát hiện ra vật chủ mới, lúc này là Ben Reilly. Mạnh mẽ hơn nên nó quyết định thoát khỏi vật chủ cũ để cộng sinh với vật chủ mới. Số 2, Carnage Cosmic. Đây là phiên bản Carnage được kết hợp từ Symbiote Carnage và Silver Surfer, tạo thành một thực thể mới với sức mạnh cực kỳ bá đạo. Carnage Cosmic xuất hiện trong đầu truyện What If số 108, được xuất bản năm 1989. Carnage Cosmic là sự kết hợp từ hai thực thể vũ trụ là Symbiote cùng Silver Surfer, nên có thể nói đây là dạng Carnage mạnh mẽ nhất, khi mà cả team Avenger phải tập hợp toàn lực mới có thể đánh bại chúng. Tuy nhiên, phiên bản Carnage này không thuộc vũ trụ chính, cho nên mọi thứ cũng chỉ là tương đối mà thôi. Số 3, Red Goblin. Nghe quen quen có phải không các bạn? Đúng rồi đấy, Red Goblin chính là Norman Osborn, sự phản diện của Spider-Man đó các bạn ạ. Red Goblin là phiên bản Carnage được kết hợp từ Symbiote Carnage và Green Goblin. Red Goblin được xuất hiện lần đầu vào đầu truyện The Amazing Spider-Man số 798 trong một trận chiến giữa Spidey và Green Goblin. Tưởng chừng như mọi thứ đã ngã ngũ khi mà Green Goblin bị bại dưới tay Spidey và suýt chết, thì Green Goblin có được Symbiote Carnage và được hợp thể cùng với nhau tạo thành Red Goblin.
Red Goblin là phiên bản nâng cấp hơn so với chính Green Goblin, mạnh mẽ hơn, vũ khí cũng hiện đại hơn do có sự kết hợp từ công nghệ của Osborn cùng với sức mạnh của Symbiote, biến Red Goblin thành một kẻ phản diện khó chơi hơn rất nhiều lần với Spidey. Ok, bên trên là 3 vật chủ khác nhau của Candice ngoài Clint Cassidy. Tuy đã từng dạo chơi cùng với nhiều vật chủ khác nhau, nhưng thực tế, sau các cuộc hành trình, Candice vẫn luôn quay về với Cassidy. Giữa Cassidy và Candice luôn có sự kết nối cực kỳ mạnh mẽ với nhau, khá là giống với trường hợp của Venom và Eddie Brock. Tất cả là vì Candice được sinh ra với bản chất xấu xa, điên cuồng, tàn bạo và luôn hướng tới sự giết chóc. Điều này khá là trùng hợp với chính vật chủ của nó, vì Cassidy cũng là một tên tội phạm tâm thần, thích giết chóc. Điều này làm sự kết nối giữa Cassidy và Candice mạnh mẽ hơn hẳn các vật chủ khác. Phần 2. Sức mạnh. Bên trên là lịch sử phát hành và nguồn gốc của Candice. Vậy, sức mạnh của hắn thì sẽ như thế nào? Candice là đứa con mạnh mẽ nhất của Venom. So với các đứa con khác của Venom như là Riot hay Scream, thì Candice là phiên bản tàn ác và được cải tiến hơn rất nhiều. Và so với chính Venom, thì Candice lại là phiên bản toàn diện hơn rất nhiều, được thừa hưởng những gì đã có ở Venom. Tuy nhiên, những khả năng này được nâng cấp rất mạnh mẽ trong Candice. Candice có khả năng tạo ra vũ khí từ cánh tay như là dao, kiếm, rìu. Ngoài ra, Candice cũng có khả năng chịu đựng lửa và siêu thanh tốt hơn so với Venom. Càng ác thì càng mạnh. Chân lý này luôn đúng với các nhân vật hành động và Candice cũng không phải là ngoại lệ. Cũng giống như các thể symbiote khác, Candice cũng có thể tự sinh ra cho mình các symbiote khác bằng việc tự tách tế bào cơ thể mình. Thực tế, Candice đã sinh ra cho mình hai đứa con là Toxin và Scorn. Toxin là đứa con được Candice sinh ra trong thời kỳ rụng trứng và là symbiote có thể được coi là mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Trong khi Toxin được sinh ra một cách hoàn toàn tự nhiên, thì Scorn là đứa con nhân tạo của Candice. Scorn là symbiote có khả năng kết hợp với các vũ khí nhân tạo để tăng sức chiến đấu cho bản thân. Cả hai đứa con này của Candice đều được đánh giá là mạnh mẽ hơn chính Candice. Vì ngoài việc được thừa hưởng từ các khả năng vốn có của Candice, thì Toxin hay Scorn đều có cho mình các ưu điểm riêng mà Candice không có. Phần 3. Các đầu truyện hay của Candice. Số 1. Venom vs Candice. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa Venom và Candice. Tại đây, các bạn cũng sẽ được biết thêm về mối quan hệ cha con giữa Venom và Candice, cũng như các độc giả sẽ hiểu hơn về những suy nghĩ của Candice về Venom. Ngoài ra, đây cũng là đầu truyện đánh dấu cho sự xuất hiện của Toxin. Nếu muốn chứng kiến cuộc chiến giữa đại gia đình Venom với ông nội Venom, phụ huynh Candice cùng con trai Toxin, thì đây chắc chắn là đầu truyện không thể bỏ qua đối với các fan Candice và Toxin. Số 2. Candice USA. Đây là đầu truyện nâng tầm Candice lên một tầm cao mới và là một trong những đầu truyện hay nhất của Candice. Câu chuyện xoay quanh kế hoạch xâm chiếm nước Mỹ của Candice với tham vọng xây dựng một quân đoàn đỏ của riêng mình. Các anh hùng vĩ đại nhất thế giới là Avenger cùng Spider-Man, Agent Venom và Scorn cùng đứng lên chống lại Candice và đập tan tham vọng của hắn. Số 3. Minimum Candice. Một đầu truyện bá đạo khác về Candice khi gã đã quay trở lại với bản năng nguyên thủy nhất của hắn là giết chóc. Minimum Candice xoay quanh cuộc chiến giữa Candice với Agent Venom và Scarlet Spider. Tuy nhiên, Scarlet Spider ở đây sẽ không phải là Ben Reilly nữa, mà sẽ là Ken Parker, một clone của Peter Parker trong nhân dạng Scarlet Spider. Đây là đầu truyện nằm cạnh Candice USA đã thể hiện sức mạnh rất kinh khủng của Candice và chứng minh thêm rằng Candice chắc chắn là một trong những phản diện hạng A trong vũ trụ Marvel. Số 4. What If số 108. Nếu bạn muốn xem sẽ thế nào nếu Candice có sức mạnh của một thực thể vũ trụ và các siêu anh hùng trái đất phải cùng hợp lực lại để chống lại hắn, thì hãy đọc What If số 108. Đây là đầu truyện mang tính giải trí khá tốt và hướng tới cho các bạn đọc muốn xem thêm về các vật chủ khác của Candice. Số 5. Candice 2010. Đầu truyện solo của Candice với trọng tâm là chính Candice cùng hành trình của hắn. Đây là đầu truyện đánh dấu sự ra mắt của Scorn, đứa con gái nhân tạo của Candice, em gái của Toxin. Đây là đầu truyện mà cá nhân mình đánh giá cũng khá hay khi mà các fan của Candice nên đọc. Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc series Candice tiếp theo được xuất bản vào năm 2016 để có thêm được cho mình các kiến thức về siêu phản diện này. Ngoài 4 đầu truyện trên, các bạn có thể tìm đọc thêm các đầu truyện khác về Candice như là Superior Candice, Acid Candice, Maximum Candice, Candice is Wonderful Life để có thêm cho mình các góc nhìn mới về nhân vật đầy thú vị này nhé. Ok, vậy là video này đã kết thúc và mình rất mong là sau video này các bạn sẽ có được cho mình những kiến thức về nhân vật đầy thú vị này. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.